ông thủ nếu nhìn biết cái cây này thôi. Cái này mà trái nó có bự đâu anh, cái gì chứ nó đâu bự nổi đâu. Cái đội thu đó là dạ. Ông đốc cỡ này à. Cái này cũng được. Qua năm hơn năm này chứ không việc ha. Hơn không? Khi dầm nó vậy biết sao được. Cây thì thấy đỡ hơn rồi đó. Bên kia quất chưa? Bè cắt hết bên kia chưa? Rồi. Hả? Đi xuống ở đây rồi. Dọn được nhiêu tấn rồi? Hơn 6 tấn. À mới giao đầu thôi đúng không? Thái nha. Cái này xương nữa. Họ không đi bộ được hả anh Việt? À, anh Thụ. Bà hãy cho cái này. Hả? Đây, đây con hả? Hả? Chín hả? Đâu? Hả? Chín rồi, chín rồi. Sao anh biết? Quá. Mấy nay mới giao đầu hả anh Việt? Quân đồng quá ha. Hả? Cái nào? Ừ, xấu xấu đắt đắt rồi. Một cành một ta nhấn một cái đó. Không. Việt anh này tặng tặng thu luôn á. Hả? Ui. Con về nha, để bỏ được đâu. Từ từ bỏ chứ. Đấy giờ hù nó tự đó mà. À. Lỡ được que được thì cử mừng. Cử gì? Cử đem. Mấy giờ túi. À để được cử đàm ha. Không rồi tốn rồi. Không đúng rồi đó mà anh tưới liền được thì nó cũng đỡ, nó tăng được ký chứ. Làm kịp luôn. Cỏ không anh phát kiểu này. Cỏ nhiều quá nhiều rồi. Ôi sáng đi lên trên kia không thấy đường đi. Phát để đỡ vậy thôi chứ chưa có phát hết à. Không có công hả? Ủa nó khác cao bảo nó xấu. Nó lọt ở trong cỏ là không thấy đường nữa chứ. Đi lên lên đi khúc này thử anh Việt. Quản không hết nổi mà làm. Chia anh Thụ một góc đi. Ông Thụ nếu nhìn biết cái cây này thôi. Cái này trái nó có bự đâu anh, cái gì chứ nó đâu bự nổi đâu. Cái đội thu đó là cổ. Dạ. Trong đó cũng cỡ này à. Nhưng mà nó lọt cái cỡ anh Việt. Của em nó về rồi, của anh nó còn non mà. Của anh nó còn lên mà. Em tứ mẹ rồi. Hả? Mọi này cơm đầu đựng đựng luôn đó. Dạ. Nó hết lớn rồi. Này con cầm đó là cái khu. Lực lượng đông quá anh Việt ha. Các không kịp. Mình đang tỉa nè. À đang dọn nghe, chờ hơi lâu chứ không mà cái cào hết là chắc hơi bị nhiều à. Chục ngày mà nó không mưa thì được. Già rồi, cái này em cảm giác nó già lắm ông Thụ. Không. Một cái nó ốm cái. Ừ, nó già. Rồi. Nó nâu trái hơn, nó nhỏ nhỏ thì nó dễ lên cơm hơn à. Lão sầu riêng. Cắt. Cỡ như anh Thụ đi cắt được 7,5 tấn không? Gõ miết, cứ đứng gõ miết rồi phải dưới chờ mỏi cổ. Cắt yếu mới bắt cắt 7,5 tấn, mình cắt chuẩn mình cắt hàng 9 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi. 8 tuổi, 9 tuổi thì được không? Mình cắt hàng chuẩn là 9 tuổi, 10 tuổi. Cắt mà mũi nó mới gót rồi, thử thơm. Mũi. Viên mà thử thơm cắt cho mà. Mấy ông kinh nghiệm này, ông làm 2-3 cái được, còn mình cứ gõ tới gõ lui rồi. Nghiên cứu nữa. Cái này cũng được. Qua năm hơn năm này chứ không việc ha. Hơn không? Khi dầm nó vậy biết
cây thì thấy đỡ hơn rồi đó. Bên kia quất chưa? Về cắt hết bên kia chưa? Rồi. Hả? Đi xuống ở đây rồi. Dọn được nhiêu tấn rồi? Hơn 6 tấn. À mới giao đầu thôi đúng không? Cây con Việt nó không có cành nói. Dạ, tỉnh hồn là ngon lắm. Không có cành đâu. Trước thì nó không có trọi, nó mới tỉnh hồn đây. Đúng là nó bị kiểu gì ấy mà nó vẫn cứ đậu ha. Việt ở đây cho cẩm vậy không? Chứ không đẩy rùa đẩy đồ ha. Mau không? Dù bánh nhỏ để mà nó lại cho dốc quá không? Một khìa như vậy. Nó xong rồi nhá chứ. À. Mà sẽ đùa nó khiến đâu nhiều hơn giỏi rồi. Bỏ hơn chỉ đùa. Một cọng chắc cỡ 80kg không? Không tới hả? Cành này không có cành mấy ha. May nó đậu cành cấp 1 nhưng mà lý thuyết làm cành cấp 2 mà kiếm đâu ra đậu. Cành cấp 2 đâu mà đậu. À, nghe cây này cây già mà không cành cấp 2 yếu quá. Thiết chưa? Nó ít thừa quá à. Vậy đó nó thừa quá à, không xuống rồi.